Nếu phải kể ra một ngôi sao đến từ châu Á gặt hái được thành công rực rỡ nhất tại châu Âu trong vòng 10 năm trở lại đây, chắc hẳn Park Ji-sung sẽ là sự lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Nhưng để có được vinh quang trong sự nghiệp quần đùi áo số, tại một môi trường mà cầu thủ châu Á luôn bị đánh giá thấp, anh đã phải đi trên con đường mà không phải ai cũng có đủ nghị lực để vượt qua. Sinh ra với căn bệnh còi xương, những tưởng cầu thủ người Hàn Quốc sẽ không thể theo đuổi ước mơ trở thành một cầu thủ. Nhưng với nỗ lực phi thường, anh đã ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại và được xem như một niềm tự hào châu Á. Bước ngoặt sự nghiệp đến với Park Ji-sung khi Gus Hiddink giữ chức huấn luyện viên tại đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Dưới sự dìu dắt của ông thầy ngoại, anh cùng các đồng đội đã thi đấu chói sáng và cán đích ở vị trí thứ tư tại World Cup 2002, vị trí cao nhất trong lịch sử của một đội bóng châu Á từng tham dự World Cup. Sau thành công đó, cái tên Park Ji-sung đã được dùng để đặt cho một tuyến phố tại Suwon. Cầu thủ người Hàn Quốc bắt đầu chuyển đến thi đấu ở trời Âu. Anh khẳng định tài năng trong màu áo PSV Eindhoven. Tuy vậy, sự nghiệp của anh chỉ thực sự bước lên đỉnh cao trong màu áo của Manchester United. Từng bị nghi ngờ chỉ là một bản hợp đồng vì mục đích thương mại. Nhưng trong 7 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, từ năm 2005 đến 2012, Park Ji-sung đã chứng minh điều ngược lại. Với sự đa năng của mình, thêm vào đó là nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi sông sáo, nhiệt huyết, chưa bao giờ người ta thấy cầu thủ mang áo số 13 ngừng làm việc. Anh không than phiền vì việc có được thi đấu hay không, mà ngược lại, anh cố gắng làm mọi thứ được tốt hơn trong mỗi lần ra sân. Chính vì thế, Park Ji-sung là một mẫu cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của ông Ferguson và được các cổ động viên yêu mến với cái tên người ba phổi. Khi đến với một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất xứ sương mù, anh gặp nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập. Nhưng với sự tập luyện chăm chỉ, mỗi mùa giải trôi qua, Park Ji-sung càng chứng minh được tài năng của mình. Trong những năm thi đấu cho Quỷ Đỏ, anh đã cùng MU giành rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ. Anh là một phần trong một giai đoạn rực rỡ và kiêu hùng của đội chủ sân Old Trafford và giai đoạn cuối của Sir Alex. Trong khoảng thời gian cầu thủ người Hàn Quốc gắn bó với nửa đỏ thành Manchester, anh đã cùng đội bóng có được 4 chức vô địch quốc nội và đã có đến 3 lần lọt vào chung kết Champions League. Park Ji-sung là cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Champions League vào năm 2009. Chỉ đáng tiếc là anh cùng đồng đội đã thất bại trước Barcelona. Tuy nhiên trước đó một năm, anh đã được nếm mùi chiến thắng tại Luzhniki khi MU đánh bại Chelsea trong trận chung kết. Thế nhưng cầu thủ người Hàn Quốc lại không có tên trong đội hình thi đấu. Tuy nhiên thành công của cầu thủ mang áo số 13 không chỉ được thể hiện trên những con số, mà nó được cảm nhận bằng chính cái cách anh thi đấu trên sân cỏ. Một con ong chăm chỉ, luôn hy sinh thầm lặng vì thành công chung của đội bóng. Anh đã để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Thậm chí Park còn được những Manusen sáng tác riêng một ca khúc với tựa đề Park Ji-sung Song. Có thể nói trong những năm tháng chinh chiến trong màu áo đội chủ sân Old Trafford luôn là những năm tháng nhiều cảm xúc nhất, vinh quang, cay đắng, niềm vui và những giọt nước mắt. Đối với một cầu thủ bóng đá, việc được thi đấu cho một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất thế giới là vinh dự cho bất kỳ ai. Park không chỉ được thi đấu mà còn tỏa sáng rực rỡ và có nhiều đóng góp vào sự thành công của Quỷ Đỏ. Ngày anh chia tay sân Old Trafford, người hâm mộ Manchester United nói riêng và người yêu bóng đá nói chung đã rất buồn khi phải giã từ một người con của Quỷ Đỏ. Một người hùng thầm lặng giống như biệt danh của anh, người ba phổi. Một biểu tượng và là niềm tự hào của bóng đá châu Á. Có thể nói, sau Hidetoshi Nakata, Park Ji-sung là một trong những cầu thủ quan trọng đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự xuất hiện của các chân sút châu Á tại những giải đấu hàng đầu châu Âu. Hãy cùng truy cập vào chuyên mục thể thao của dịch vụ truyền hình FPT để cùng chúng tôi thỏa mãn niềm đam mê của bạn.